đây là Giáng sinh bên Nhật Bản đó mọi người. Rất là giống với Giáng sinh Việt Nam chúng ta. Người Nhật cũng làm rất là lớn. Đây là toàn cảnh ga Shinkansen của tỉnh Iwate. Trời rất là lạnh nên tay mình quay hơi bị run nha mọi người. Thích thật sự luôn. Đáng tiếc là mình không có thời gian để đi đến nhà thờ. Mình nghĩ là ở nhà thờ Giáng sinh ở bên đây nó sẽ trang trí đẹp cũng giống như bên Việt Nam của mình. Cái này là phía bên hông của nó này.